Hello mọi người, chưa thấy mọi người vô đông đông. Mình start về tháng 3 hôm nay, ai có hỏi gì thì hỏi cho mình trả lời cho tháng 3. Chào mọi người, rất vui gặp lại mọi người ở buổi nói chuyện phím ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ nói chuyện về cái tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Nó sẽ ra sao? Kim Cúc Lê là anh sẽ làm, nhưng mà em phải thông cảm rằng đó là em cũng thấy anh làm quá trời, đúng không? Từ từ nó sẽ đến. Chứ thật sự mà nói thì mọi người thấy là mọi người chỉ có bỏ ra nửa tiếng mọi người nghe cái anh giảng giải thôi, nhưng mà đều có một cái là mọi người biết rằng là để có nửa tiếng mà anh giảng giải cho mọi người thì anh phải đầu tư nó 8 tiếng đồng hồ để anh đo anh tính ha, mọi thứ. Chứ còn không phải là anh đã nói rồi mà ha, anh có thể ăn bậy uống bậy nhưng mà anh nói bậy thì anh không dám nói đâu, nhất là nói về cái vận hạn của mọi người. Cho nên là anh không có dám phát, cái gì anh làm nó cũng phải có trình tự, có căn cơ đàng hoàng, chứ không phải là muốn phán sao phán sao chết người ta. À, xong tuổi tối nay anh sẽ up Mậu Thìn Nam Mạng, sau đó là anh sẽ up Tân Mùi 1991, sau đó anh sẽ nhảy lên up Ất Hợi 995, tại vì thật sự mà nói là các em Ất Hợi năm nay rất là xấu ha. Rồi sau đó anh sẽ quay lại, anh sẽ làm những cái tuổi tỵ, và tuổi tỵ đầu tiên anh chọn nó là Ất Tỵ, tại vì Ất Tỵ cũng là chữ Ất của như Ất Tỵ thì là Ất Hợi, là hai trong những hai cái tuổi rất là nhiều phiền phức. Anh tìm hiểu cho nên là anh sẽ ưu tiên làm đó, sau đó rồi anh mới dòng lại anh làm tiếp cái phần của hàng tám như là Đinh Mão Giáp Tý Ất Sửu, sẽ làm tiếp vậy. Canh Canh Tuất thì mình đã làm rồi nha anh Chính Trường, mình đã làm ở trong cái vận hạn cả năm rồi. Bây giờ mình nói sơ vào cái tháng tháng 3 thôi. Video clip này mình chỉ nói chuyên trong tháng 3, có một số tuổi là mình chưa có làm tới, cho nên là mọi người có thể hỏi mình tuổi của mọi người và tháng 3 này như thế nào. Mình sẽ dựa vào tử vi, dựa vào vận hạn mình sẽ trả lời cho mọi người, được không? Hôm nay đã là ngày 22 tháng 2 rồi, chỉ còn một tuần nữa đó là bước sang cái tháng 3. Thì mình sẽ nói rằng là mình sẽ nói nhiều về cái tháng 3 với tuổi của mọi người nhiều hơn. Người Nhâm Tuất thì năm nay muốn đổi công việc thì cũng không không thành vấn đề đâu em, bởi vì Nhâm Tuất qua mất cái hạn rồi, cho nên là cũng không sao. Hai sen lo. Trương Thị Lệ, Nhâm Tuất nữ thì anh, Nhâm Tuất anh đã làm rồi mà Trương Thị Lệ. Còn mà nếu mà nói về người mà Nhâm Tuất ở trong tháng 3 thì anh sẽ phân tích như thế, sẽ như như sau. Người có người hỏi mình thì mình sẽ giải quyết cho người Nhâm Tuất trước ha.
Người Nhâm Tuất thì anh đã làm rồi, anh cũng làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, anh cũng phân tích rồi, nhưng mà anh sẽ nhắc lại thôi. Người Nhâm Tuất thì là người mà mệnh ở đại hải thủy, gặp mà là cái tháng 3 âm lịch của mình là tháng Mậu Thìn, mà tháng Mậu Thìn là thuộc mộc, cho nên là người Nhâm Tuất là gọi là bị sinh xuất bổn mệnh trong tháng đó là thủy sinh mộc, mà cả năm của cái người mệnh đại hải thủy này cũng đã bị sinh xuất là thủy sinh mộc rồi, cho nên là tháng này là cái sức khỏe nó không được ngon lành lắm. Nhưng mà người đại hải thủy thì do là nước nhiều cho nên sinh xuất bao nhiêu cũng không cảm thấy sợ. Tuy nhiên là cái mệnh mình bị sinh xuất thì những cái phúc tinh tài tinh nó sẽ phần nào bị lu mờ. Chính vì thế cho nên là nó sẽ tạo cho mình cái sự khó khăn cho ở trong cái công việc. Còn cái thiên can á, là cái chữ nhâm của các em á, là nó sẽ bị chữ mậu của tháng nó khắc, gọi là thiên can mà bị tháng tương khắc thì công việc rất là dễ gặp khó khăn chống phá, có nhiều điều không có tốt đẹp ở trong cái này. Cũng như cảm giác là cái chữ mậu là nó tạo ra cái nhiều cái sự khó khăn cho bản thân mình rồi, khó khăn trong công việc rồi, còn cả năm mình là bị bệnh sinh xuất mạng nữa, cho nên là chắc chắn là công việc sẽ khó khăn. Đặc biệt đó là với cái trụ địa chi á, là Tuất với Thìn, Thìn với Tuất là lục xung, mà lục xung là mô tả cái sự chống đối và đối chọi nhau ở hai cái cặp địa chi này, cho nên là rất dễ xảy ra chuyện ha. Thì rõ ràng là tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn của năm Kỷ Hợi 2019, đối với người tuổi Nhâm Tuất, nam hay nữ mạng thì đều không có tốt đẹp, cho nên cần cẩn thận. Ok, rồi xong, rồi tới giờ có ai hỏi tuổi khác thì mình sẽ trả lời. Canh Tuất thì tháng 3 có tiền không hả? Em thấy tháng 3 thì có rối rắm chứ không có tiền đối với những người tuổi Tuất. Bé này hả? Bé này thì cũng không có dễ thương lắm đâu, ngoan ha. Chú khác khác. Rồi bây giờ mình tiếp đến là một người tuổi khác đi, không tuổi Tuất đi ha. Mình sẽ nói đến người 66 đi, là người Bính Ngọ. Bính Ngọ thì người Bính Ngọ thì dĩ nhiên là sẽ đỡ đần hơn nhiều, từ Bính Ngọ thì cũng là mệnh thủy. Người Bính Ngọ thì cũng gốc là thủy, cho nên là bổn mạng cũng sẽ giống như là cái người các em Nhâm Tuất, là sinh xuất bổn mạng từ về tháng Mậu Thìn là tháng mộc. Chính vì vậy cho nên là mà người mà Bính Ngọ là gọi là thiên thượng thủy, gọi là nước mưa đó, mình mưa xuống mình gặp cây là nó cũng không có ok lắm. Rồi thiên can của chữ Bính và chữ Ngọ, chữ Bính và chữ Mậu thì nó không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên là Bính này thuộc hỏa, Mậu là thuộc thổ, cho nên là về nạp âm ngũ hành của chữ Bính là sinh xuất ra là chữ Mậu, cho nên là tiền bạc cũng nói chung công việc không có việc gì, nhưng mà hình như là phải ra tiền chứ không phải là thu được tiền đâu ha. Báo cho em biết trước. Còn là Thìn với Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Ngược lại là được sinh nhập về nạp âm ngũ hành là Ngọ là thuộc hỏa, Thìn thì là thuộc thổ, cho nên là tốt đẹp. Như vậy thì nhìn chung như vậy thì còn cảm thấy là Bính Ngọ của các anh chỉ tháng này cũng là bình thường, không có việc gì lớn để xảy ra, nhưng mà tiền tài thì không mong là có. Đó là cái mà em sẽ trả lời. Ở đây có hai ba người Đinh Mão. Đinh Mão thì sẽ nói luôn cho Đinh Mão đi. Đinh Mão thì tháng 2 âm lịch, tháng này nè, hôm nay là 22 tháng 2 âm lịch, là tháng Đinh Mão luôn, cho nên là người Đinh Mão trong tháng 2 này nó không có được suôn sẻ lắm, nhiều điều cảm thấy nó có việc này việc kia, nó không có ngon lành
À, tuy nhiên vào tháng 3 thì nó tốt đẹp hơn và khá nhiều. Vì sao? Vì tháng 3 âm lịch như đã nói là tháng Mậu Thìn này á, thì lại là tháng Thổ. À quên, tháng Mộc, lộn lộn. À, tháng Mộc cho nên là bản mệnh là Mộc sinh hỏa. Người định Mão là một gốc hỏa mà, đúng không? Như vậy là khi bản mệnh được tương sinh như vậy là phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và phát huy cái vùng sáng của mình lên tốt nhất. À, làm cái nhiệm vụ của mình một cách là ok nhất. Thì khi mà phúc tinh và tài tinh nó hưởng lợi như vậy thì nó sẽ kéo theo các tinh quân ở trong mạng của mình nó tốt hơn. À, chữ đinh với chữ mậu, chữ đinh mà về thiên can cái chủ thiên can cái chữ đinh với chữ mậu thì về mặt tử vi là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên nói là về công việc nó vẫn là êm ả, không có việc gì xảy ra. Tuy nhiên á, là mão với thìn á, thì là thuộc nhóm tương hại. Khi mà mình mà gặp thản mà bị địa chi tương hại á, thì rất là dễ sinh rầy rà rối rắm với lại bà con hoặc là gia đạo của mình. Công việc thì sẽ có người nào gây khó khăn cản trở một chút chứ không có được thoải mái ha. Cho nên là người đinh mão á, thì hy vọng với cái mạng tương sinh sẽ giúp có phúc tinh tài tinh, đặc biệt là cái phúc tinh giải thần ở trong cung cung tiểu hạn của người đinh mão sẽ hóa giải được cái khó khăn cho cái địa chi bị nhóm tương hại này xảy ra. Hãy nhớ rằng một điều là tương hại nó nhẹ hơn lục xung rất nhiều ha, cũng giống như là lục hại rất là nhiều. Cho nên là yên tâm phần nào ha. Người giáp Tý thì tháng 3 được tương hợp của tháng thôi, tuy nhiên đó là chữ giáp khắc chữ mậu, công việc cũng không có được suôn sẻ. Nếu mà khởi đầu mà làm việc ở trong cái tháng 3 thì cái việc đó là tiền hung hậu kiếp nha. Anh nói với lại cái bạn mà những người mà kỹ tỵ thì anh đã nói từ hôm bữa trước rồi ha, cái gì bạn em là bé Châu Vlog gì nè, Vlog gì nè, thì anh đã nói rồi ở trong cái video mà tam tan, thì tất cả những người tuổi tỵ thì năm nay đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là cái việc về gia đạo và chống phá. Tuổi kỷ tỵ của em á, thì chữ kỷ với lại chữ kỷ hợi nó đồng hàng, cho nên là công việc nó có gặp khó khăn, có trắc trở nhưng mà em vẫn giải quyết được, nhưng mà rất là nặng về gia đạo. Còn cái việc mà có ly hôn, có xảy ra cái việc mà khó khăn hay không á, thì anh phải biết được cả tuổi của vợ em ha, tuổi của con em, những cái xung quanh đó nữa rồi anh mới biết được. Bởi vì hè, theo anh thì anh không có luận tử vi của một người, tại vì nói vậy không đúng. Một người ở chung thì họ có vợ con ha, ở chung một nhà thì nó sẽ tương sinh tương trợ qua lại cho nhau ở cái tử vi. Ví dụ như em đinh tỵ mà năm nay vợ em là có một cái tuổi tốt đẹp thì vợ em ví dụ như là tuổi kỷ mão đó, hay là gì đi, kỷ tỵ vợ em là tuổi gì đó mà được tương sinh, được tam hợp sao mạng tốt thì cũng có thể đỡ đần cho em ha. Sáu sáu mà chưa vợ lấy tuổi nào hợp hả? Nhiều tuổi hợp mà anh, Canh Tuất cũng hợp nè, 70 cũng hợp nè anh. Rồi đừng đừng lấy nhâm tý thôi. Tụi anh đừng lấy nhâm tý ra chứ. Ok, còn lại là Canh Tuất cũng hợp nè, rồi Quý Sửu cũng được, Tân Hợi cũng ok. Hello Kim Trí, 66 lấy 75 ok không em? Dạ được anh, người Ất Mão với ấy là người ta nói Tý Ngọ Mão Dậu gì đó, nó cũng không có xung khắc đâu. Được anh. À rồi, bây giờ người Mậu Thân.
À. Sao sao lấy 88 cho thành lộc phát. Quý Sửu không có nghèo. Đừng có nghĩ rằng không có cái tuổi nào là nghèo mà tuổi nào là giàu hết á. Đúng không? Còn phải coi vào cái bát tự giờ sinh của mình mới bát tự ngày sinh rồi này kia thì mình mới mới biết được là người đó giàu nghèo ra sao. Và giàu nghèo cái nữa thì người hãy nhớ một câu là đức năng thắng số. Và là ví dụ như người ta có cái giờ sinh nó thật sự nó không tốt đẹp, nhưng mà tướng mạo của họ thêm một cái phần hỗ trợ cho họ thì chưa chắc họ giàu hay không nghèo ha. Con người thì được định giá là giàu là nhiều tiền, nhưng mà với em thì em định giá nó giàu không phải là chỉ có nhiều tiền. Thí dụ như là nhiều tiền á, thì người ta gọi là giàu giàu tiền bạc giàu tài sản, nhưng mà nhiều người thương nó giàu tình cảm, đúng không? Chứ đâu phải nhất thiết là có tiền mới giàu đâu. Rồi bây giờ em nói cái người mậu thân trong cái tháng 3 đi, người mậu thân ở trong tháng 3 thì khá tốt đẹp, tại vì là người mậu thân là chỉ có bổn mạng của người mậu thân thì phải cần suy nghĩ một chút xíu. Tại sao? Tại vì bổn mạng xét về trụ mạng là người mậu thân là gốc thổ, à gặp mà cái tháng mà mậu mậu thìn đó là đại lâm mộc, tức là mộc khắc thổ. Khi mà bổn mạng bị tháng tương khắc thì các phúc tinh và tài tinh nó không được phát huy tác dụng tốt nhất. Tuy nhiên cái thiên can thì cùng là chữ mậu, cho nên là ok, người này các công việc làm ăn sẽ không có cái việc gì xảy ra, thậm chí là có tiền tài. Đặc biệt tuổi thân gặp thìn là thân tứ thìn tam hợp, cho nên là người mậu thân ở sáng ba sẽ tốt đẹp. Chỉ cần chú ý việc sức khỏe mình một chút tí xíu, nhất là đừng có xài cái vật phát sắc nhọn ha, và đi ra đường lái xe cẩn thận. Chứ còn là công việc và các mối quan hệ trong gia đình mọi thứ rất là ok. À, người mậu thân khỏi phải lo. À, rồi xong. Mậu thân thì nói luôn canh thân đi, thì người canh thân cũng vậy, người canh thân thì cũng giống như mậu thân. Người canh thân thì tốt đẹp hơn mậu thân, vì người canh thân là gốc mộc. À, như vậy là mệnh đồng hàng. À, ngon lành ha. Cho nên là được gọi là tương sinh về bổn đồng hàng, như vậy thì được tương hợp về bổn mệnh, cho nên là phúc tinh và tài tinh rất là hưởng ứng. Đặc biệt với người canh thân á, là chữ canh với chữ mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á, là chữ canh thì thuộc kim, chữ mậu thì thuộc thổ, cho nên là mậu thổ sinh kim, à là sinh tương sinh về về nạp âm ngũ hành của thiên can sẽ rất tốt cho công việc và dễ sinh tài lộc. À, đặc biệt là có tam hợp của địa chi nữa. Hy vọng rằng là tháng này là em thành công nha, Trần Song Ngư. Chồng 88 vợ 86 hợp mà Tấn Huy, hợp mạng, hợp tuổi. Rồi, ok. Nói tới Giáp Tý luôn ha. Giáp Tý của tháng 3 âm lịch luôn. Rồi, cho để mất công mà có người nói. Giáp Tý thì là mệnh kim ha. Như vậy xét về trụ mệnh đó là kim khắc mộc, tại vì tháng Mậu Thìn là tháng mộc mà, mình nhắc lại nữa ha, cho nên là bổn mạng tương khắc tháng. Thì khi bổn mạng tương khắc tháng này thì mình nếu như có việc gì rắc rối hoặc là có bệnh gì đó nữa thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Mà người Giáp Tý này là kim dưới nước, cho nên là kim người ta kim mà được ở trong nước ấy, cho nên là cũng không có khắc quá nặng nề đối với mộc, cho nên là bản thân mình sẽ không có chuyện gì về về sức khỏe. Tuy nhiên cái chữ giáp của Giáp Tý sẽ bị khắc cái chữ mậu của Mậu Thìn, người ta gọi là thiên can tương khắc tháng, thì công việc rất là dễ sinh rối rắm rầy rà, không có được tốt đẹp. À, chỉ có được tốt đẹp là địa chi thân tí thìn tam hợp. À, khi mà địa chi được tam hợp này, hy vọng sẽ hóa giải phần nào
cái sự khó khăn mà đem lại từ cái thiên can giáp khắc mậu của các em. Như vậy là người giáp Tý ở trong tháng 3 nghe nói là được tam hợp nhưng chưa chắc gì tốt đẹp ha, cần cẩn thận, nhất là giáp Tý nam mạng ha. Rồi dầu lê hỏi anh gì? Người mà nữ 87 nam 88 này là khắc khẩu. Thôi chỗ đó làm gì? Bị tương hại về địa chi cho nên là sẽ bị rất là khắc khẩu nha. Cho nên là cẩn thận. Chào Chí nha. Dưa này ok không em? Tân Mùi, à Tân Mùi tháng 3 làm sao? Rồi Tân Mùi xong rồi tới Canh Ngọ. Tân Mùi, à người Tân Mùi thì gốc thổ, cho nên cũng sẽ giống như là Tân Mùi. Tân Mùi là độ bàn thổ, gặp bình địa mộc là bị mộc khắc thổ, bổn mệnh tương khắc tháng, cho nên là không có tốt về sức khỏe, cần cái cẩn thận một tí xíu, bị tháng khắc mình ha. Khi mà bị tháng khắc như vậy thì phúc tinh và tài tinh nó sẽ không có phát huy cái tác dụng tốt nhất. Tiếp nữa đó là thiên can chữ tân với chữ mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc không có vấn đề. Tuy nhiên là chữ mậu thuộc thổ, tân thì thuộc kim, cho nên là gọi là sinh nhập về nạp âm ngũ hành, có lợi có tiền tài ha. Địa chi thì mùi thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau, cho nên là gia đạo mọi thứ có vẻ là ok. Được ạ, thấy em á. Rồi tới Canh Ngọ thì Canh Ngọ cũng giống như Tân Mùi. Canh Ngọ thì với Tân Mùi là một cặp thổ, cho nên là mệnh là bị thổ, bị mộc khắc thổ. Thiên can thì cũng giống như Tân Mùi, chữ canh với chữ tân thì cùng kim, mậu thì thuộc thổ, kim tân canh thuộc kim, cho nên là sinh nhập nạp âm ngũ hành, tốt cho cái việc công việc làm ăn, dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên là về mặt tử vi thì không hợp, không xung không gì hết, cho nên công việc ok. Thìn với đại ngọ thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp cho nhau, cho nên là tốt đẹp, không chuyện gì xảy ra hết. Rồi anh giúp em nam quý hợi. Rồi nam quý hợi ha, nam quý hợi, rồi xét cho quý hợi. Thì anh cũng nói rồi ha, người quý hợi thì năm nay dù nam hay nữ thì cũng là một trong những cái tuổi chịu rất là nhiều thiệt thòi xấu ở trong cả công việc lẫn gia đạo, cho nên là người ta nói rằng nhịn chưa đủ đâu, phải chịu nhục nữa, ở trong năm nay thì mới qua được. Anh nói vui ha, người nhâm tuất năm ngoái mất gì cũng được, đừng để mất mạng, thì năm nay anh cũng nói câu này với người quý hợi, các em mất gì cũng được, đừng có để mất mạng ha, rất là xấu ở trong cái bộ mạng của mình. Thì cái tháng mà tháng 3 âm lịch này là tháng mậu thìn, đối với tuổi quý hợi nó sẽ như sao? Tại vì người quý hợi là gốc thủy ha, thủy thì sinh mộc, đối với tháng mậu thìn là mộc mà. Cái bản mệnh của các em đã bị sinh xuất cả năm rồi, bây giờ gặp sinh xuất tháng nữa thì nó sẽ yếu hơn, cả phúc tinh tài tinh nó còn yếu hơn nữa, làm cho em cảm thấy khó chịu về bổn mạng, cảm thấy luôn luôn có một cái gì đó bức bối, mình cảm thấy nó bị đè nén lắm. Tuy nhiên là về phần thiên can thì là tốt đẹp, chữ mậu với chữ quý là thuộc ngũ hợp, mậu hợp quý, cho nên là công việc tài lộc, công việc của tháng này sẽ là nhẹ nhàng, không có việc xảy ra. Hợi với thìn đó thì một số cái sách thì anh nói là họ gọi là tứ tuyệt,
tứ tiệt của địa chi thì sinh ra nhiều rầy rà chống phá trong công việc và cả gia đạo nữa, đừng để xảy ra gây gỗ với vợ con với gia đạo ở trong cái ngày trong cái tháng này vậy ha. Xong kỷ tỵ thì không thể nào bằng trong các tuổi mà xấu thì anh sẽ kể ra như vậy. Riêng tất cả các tuổi tỵ thì quý tỵ và ất tỵ xấu hơn là kỷ tỵ và đinh tỵ. Phải nói là như vậy. Còn hợi thì quý hợi và ất hợi là hai cái tuổi rất xấu. Tân hợi vậy mà nhẹ nhàng. Mậu ngọ thì mình sẽ phân tích luôn. Hai Kellyu, mọi người ui cha, nay mọi người xem đông quá, mọi người thấy cái dấu tay giống vậy không? Cái dấu tay này mọi người cái ở không á, mọi người bấm vô cái đó một cái đi đó, đừng có bấm lộn lúc này nha, bấm cái lúc này nè đó, đừng có bấm cái nút giống vậy khổ lắm. 150 người cái bấm vô một cái nó chạy lên cỡ 100 người là mình bán được like, mình kiếm sống rồi. Người canh tức tháng 3, ok, canh tức với tân hợi là chung, canh tức với tân hợi là chung mạng, khá là nhớ với nhau. Thôi bây giờ là mình sẽ phân tích luôn. Người là canh tức á, thì là gốc kim, so sánh kim tức là vàng trang sức, tân hợi cũng vàng trang sức, cho nên là gặp và cái tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn, tháng Bình, Địa Mộc, như vậy là mãn tư khắc tháng, cho nên là có bệnh hay là có việc gì đi nữa thì nó cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên mà mãn tư khắc tháng thì cái phúc tinh và tài tinh nó còn ảnh hưởng một chút xíu, nó không quá nhiều, nó không có nặng nề như cái là bị tháng tư khắc mình hoặc là bị sinh xuất. Thì là bây giờ là mình tiếp tục tới cái trụ thiên can là tân của tân hợi và canh của canh tức thì cùng là hành kim. Chữ mậu của Mậu Thìn tháng 3 là thổ, cho nên là sinh nhập và về nạp âm ngũ hành rất có lợi cho cái tiền tài và công việc ha. Và còn về mặt tử vi thì nó không xung không hợp không gì cả. Tức về phần địa chi á, với thìn á, là bị lục xung, thìn tức lục xung, cho nên là rất dễ có chuyện xảy gây gỗ xào xáo gia đạo. Hợi với thìn thì như đã nói đó là tứ tuyệt, cho nên là cũng có xào xáo trong gia đạo, cho nên là cẩn trọng. Rồi tháng ba đối với người tân canh là như vậy. Trang Tôn anh đã nói về Giáp Tý tháng 3 rồi, chắc em lùi lại em xem, em kéo cái em lùi lại em xem, hoặc lát nữa em xem lại nha. Mậu Ngọ, rồi bây giờ mình sẽ nói Mậu Ngọ của mình tháng 3 nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ là Mậu Ngọ. Mậu Ngọ của tháng 3 thì mình đã làm ở cái video clip rồi, chứ chẳng qua là mọi người như mọi người không cái gặp mình là phải muốn hỏi lại cho nó chắc ăn vậy đó, không thì Mậu Ngọ ở trong tháng 3 thì nó khá là êm đẹp, tốt đẹp với tại vì tại sao, tại vì tháng 3 là tháng Mậu Thìn mà tháng này tháng mộc, mình là hỏa, thiên thượng hỏa, cho nên mộc sẽ sinh hỏa, mà khi mộc sinh hỏa thì phúc tinh và tài tinh đều được hưởng lợi rất là nhiều. Còn về thiên can đó là chữ mậu nó đồng hàng, cho nên là không quá xung khắc, không quá khó khăn và thậm chí là tốt đẹp trong công việc, dễ sinh tài lộc nữa. Còn thìn với lại ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp cho nhau, cho nên là gia đạo mọi thứ đều ok. Như vậy là người mậu ngọ trong tháng 3 là dễ có tiền tài vì mậu của thiên can đồng hàng, được cái tương hợp, tương sinh, lộn, tương sinh về bổn mạng nữa, phúc tinh tài tinh được hưởng lợi, cho nên rất dễ có tiền tài. Ngon ha.
Rồi coi thêm tháng này mình có tiền không? Chắc anh nghĩ tháng này anh cũng có tiền, bởi vì đất anh sắp bán được rồi. Canh Tuất Nữ Mạng của tháng 3 thì mình đã làm rồi, mình mới vừa nói xong ha. Dương Thụy nè, chồng 83 vợ 83 luôn, thì năm nay tụi em tự phải khắc chế nhịn nhục lẫn nhau ha, cố gắng làm phúc một tí xíu, cái gì cũng vậy ha, cho đi sẽ nhận lại. Tháng năm nay là đúng hai vợ chồng chỉ ngồi chơi xơi nước chứ làm mà cũng không có được cái gì đâu, đừng có mà cố ra làm gì rồi đẻ nợ nha. Tí xíu nữa anh sẽ up cái clip 1988 ra mạng cho mọi người. Tại vì sáng giờ anh đi về anh bị trúng nắng. Hôm nay nắng quá, thành phố Hồ Chí Minh nắng quá mà cái đầu anh thì bị chấn thương sọ não. Cho nên là nó hành anh nhức đầu. Anh nằm nguyên ngày. Anh nói thật với sự với mọi người đó là cái khoảng thời gian này trong năm là anh chỉ muốn về Đà Lạt ở thôi. Vì cái đầu anh nó sẽ rất là khó chịu. Tuy nhiên là hiện tại công việc mọi thứ của anh nó cũng vẫn còn đang dang dở nhiều điều cho nên là anh chưa đi được. Chứ nếu không anh cũng sắp cái laptop anh bay về trên nhà rồi. Ở đâu thì anh thì dễ lắm, thì chỉ cần về nhà anh chỉ cần cái laptop với lại cái điện thoại là có thể làm video clip up lên cho mọi người xem thôi. Nhưng mà hiện tại anh có kẹt một số việc của gia đình nữa, của bản thân anh mua bán rồi này kia, làm khách sạn rồi này kia mọi thứ nữa, cho nên là anh chưa có đi được. Chứ mấy nay là trời nắng đau đầu lắm. Rồi bây giờ nói người kỷ dậu. Rồi ha, bây giờ sẽ nói tới người kỷ dậu ở trong tháng 3. Tháng 3 người kỷ dậu á, thì là thổ. Tháng 3 là tháng mộc cho nên là về bổn mạng thì người đinh tỵ người kỷ dậu sẽ không gặp tốt đẹp do là mộc khắc thổ. Người kỷ dậu năm nay là tuy nhiên là năm nay là can kỷ thuộc âm, ngũ hành sẽ rất hợp thổ cho nên là bổn mạng của người kỷ dậu và người mệnh thổ nói chung sẽ không gặp nguy hiểm ở trong năm này. Cho nên là bị tương khắc này chỉ là nó khắc chế, nó không làm cho phúc tinh và tài tinh được tươi sáng. Và về thiên can thì mậu kỷ không xung không hợp về mặt tử vi, nhưng mà mậu kỷ là cùng hàng thổ cho nên là tốt đẹp về công việc, không có việc gì xảy ra. Địa chi thì tốt đẹp thật sự vì thìn với dậu là lục hợp. Ở ngoài Bắc một số sách thì viết là nhị hợp, nhưng mà đúng ra đó là lục hợp thì đúng hơn. Khi mà gặp lục hợp thì nó không những tốt cho phần gia đạo không đâu, nó còn tốt luôn cho cả cái công việc và mọi thứ. Cho nên đối với người kỷ dậu dù nam hay nữ mạng thì vào cái tháng 3 âm lịch này cũng tốt đẹp, chủ yếu là về phần sức khỏe, còn để ý một chút xíu có thể là gặp là ho gặp tai nạn gì nhẹ nhàng thôi chứ không có bao giờ mà có chuyện lớn tổn thương về bổn mạng của mình ha. Tháng 3 của người mà mậu thìn luôn á thì anh nói không, năm sinh tháng đẻ cho nên là 60 tháng nó mới gặp lại một lần ở tháng 3 ha, người tuổi mậu thìn 60 tháng mới gặp một cái tháng mậu thìn nữa, cho nên là tháng này thì nói mà tốt đẹp thì anh không dám tin ha, anh sẽ nghĩ rằng nó sẽ là một cái điều không tốt đẹp cho người tuổi mậu thìn, đặc biệt là như vậy ha. Rồi nói tới người kỷ tỵ, người đinh tỵ sau đó mới tới kỷ tỵ. Đinh tỵ thì đinh tỵ cũng là một một người thuộc hành một người thuộc mạng thổ, như vậy thì tiếp tục sẽ giống như là ở trên là mộc của tháng khắc thổ của mọi người. Như vậy là bổn mạng và sức khỏe nó không có ok lắm.
Nhưng mà như đã nói ha, những người mệnh thổ thì năm nay được lợi do nạp âm ngũ hành của năm là hợp thổ, thổ sẽ vượng, cho nên là bổn mạng của người linh tỵ sẽ không có gì nguy hiểm, nếu có là cũng nhẹ nhàng thôi ha. Rồi là người đinh tỵ này á, là xét về chủ thiên can đinh với mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên đinh là thuộc hỏa, mậu là thuộc thổ, cho nên là bị sinh xuất về thiên can, cho nên là người đinh tỵ coi chừng tốn tài. Còn về mặt địa chi thì tỵ với thìn thì không có xung không có hợp, thuộc dạng là bình hòa nhau, cho nên là cũng không có gì mà khó khăn lắm ở trong cái mọi điều đâu. Tháng 2, tháng 3 thì đối với người mậu thìn là không tốt đẹp. Như anh đã nói ha, người mậu thìn thì năm nay là đang bắt đầu trong, có một số sách viết là bắt đầu là 10 năm đại hạn, nhưng mà nếu như anh nghiên cứu kỹ, anh xét kỹ thì là năm 31 tuổi đã là năm đại hạn rồi, tức là năm vừa rồi, năm Mậu Tuất là bắt đầu của 10 năm đại hạn, cho nên nó gặp rất là nhiều cái chuyện không có tốt đẹp, rầy rà rối rắm, rồi xảy ra những cái việc mà mình cảm thấy là rất là khó chịu. Năm nay cũng tiếp tục là một năm không tốt đẹp đối với tụi của các em, anh đã làm rồi, anh cũng có thấy rồi ha. Tuổi Bính Thìn này như thế này, Bính Thìn thì cũng giống như người đinh tỵ, cũng thuộc là thổ. Như vậy thì tháng này, thì tháng 3 âm lịch thì sức khỏe cũng chưa có được ngon lành đâu ạ. Lại là thìn gặp thìn, là gọi là tự hình với nhau gặp tháng tuổi nữa, cho nên là người tuổi Bính Thìn sẽ xấu về phần sức khỏe hơn là người tuổi đinh tỵ ha. Chào Cẩm Xuyên Phùng, gì nữa lâu quá mới gặp, khen tôi câu đẹp trai khoái vậy Dũng Nghĩa nha. Nhâm Tuất anh nói rồi Cẩm Xuyên, mọi người ở không bấm giùm cái nút này đi, trời ơi. Đinh Mão thì anh cũng nói hồi nãy rồi ha, Đinh Mão thì tháng này sẽ tốt về sức khỏe, tuy nhiên là sẽ gặp một chút khó khăn về cái lộn xộn về cái mối quan hệ trong công việc thôi ha, không có chuyện gì. Rồi, cảm ơn Sông Ngư kêu gọi giùm mọi người. Em mình làm rồi thì lát nữa ve lại xem cái bây giờ biết sao. Đi đàn miếu mới về rồi, ngon rồi, dạo này có thêm cái nghề tay trái là ngon rồi. Dạ cảm ơn Lâm Kim Yến. Mọi người biết sao không, mình là mình không có thích là người khác kêu mình bằng thầy, tại vì mình còn tóc, mình không có tu, cho nên là mình sẽ mong rằng mọi người cứ gọi mình, nếu như thân thương thì gọi là anh ba, đúng không? Còn lớn tuổi hơn mình có thể gọi là em ba, không có việc gì hết, mình không có nề hà việc đó đâu, đừng gọi bằng thầy, vì thật sự ra mình không phải thầy, mình không có tu, cho nên là mình ngại người khác gọi mình bằng thầy, tổn thương của mình. Người Đinh Mùi thì tháng này vẫn chưa là tháng tốt đối với người Đinh Mùi đâu ạ. Tại vì Đinh Mùi là gốc thủy, cho nên là mệnh là bị sinh xuất, thủy sinh mộc, cho nên là các phúc tinh và tài tinh nó cũng vẫn không có ok lắm. Chữ Đinh, Đinh với lại chữ Mậu á,
là trạng thái cân bằng tự chủ thôi, không có hình, không có hại nhau. Tuy nhiên chữ đinh nó là thuộc hỏa, chữ mậu thuộc thổ, cho nên là tháng này cũng tiếp tục là ra tiền chứ chưa có được cái gì đâu. À, thìn tuất sửu mùi, người ta nói thìn với mùi thì nó nằm trong tứ hành xung. Tuy nhiên là cái cặp địa chi này cùng là hành thổ và nó ở xa nhau trong tứ hành xung, cho nên là không có việc gì đâu. Gia đạo vẫn là một điều tốt đẹp, không có việc gì đối với tuổi của các anh đinh mùi đâu ha. Mí Dậu sinh năm 1900 à. Anh đã nói rồi mà, anh có nói ở trong cái clip cho người tuổi Nhâm Tuất rồi mà, năm nay vẫn chưa tốt đẹp cho tuổi Nhâm Tuất đâu, cho nên là đừng có ấy. À, thôi được rồi, Ngư ơi, Trần Sông Ngư ơi, 70 là đã nhiều rồi, anh không cần nhiều hơn đâu. Nói chung là mọi người biết sao, live stream mà mọi người bấm ủng hộ như vậy, tức là YouTube sẽ đánh giá rằng đó là kênh của anh là không có cái lượng người ảo. Cho nên là cái lúc đó thì cái quảng cáo ở các kênh nó sẽ đến với anh, nó sẽ tốt hơn và anh cũng sẽ được nhiều tiền hơn. Chứ còn thật sự ra anh không bán được cái like này đâu, anh chỉ bán được cái suất quảng cáo ở trên cái video của anh thôi. Ất Sửu thì anh cũng nói luôn, cũng chia sẻ luôn, người Ất Sửu thì năm nay sẽ khó có tốt đẹp. Tại vì là chữ Ất nó khác chữ Kỷ là cái thứ nhất, cái thứ hai là các em đang trong cái giai đoạn tam tai, 3 năm tam tai, Tỵ Dậu Sửu là 3 năm tam tai, nhưng mà người Ất Sửu đáng lẽ là tới năm 2021 mới bị. Tuy nhiên là do là em nắm chữ Ất, do em nắm chữ Ất cho nên là năm nay chữ Ất nó khắc chữ Kỷ, lại là năm Mộc, mình lại khắc cái chữ ấy nó khắc nữa, cho nên là nó không có tốt đẹp cho mình. Tháng này là đối với người Ất Sửu cũng không tốt đẹp luôn ha. Tháng này nó cũng không có tốt đẹp cho người Ất Sửu luôn. Tháng 3 đối với người Ất Sửu thì có vẻ là còn nhiều điều còn khó khăn hơn nữa. Chỉ có bắt đầu vào tháng 4 thì người tuổi Sửu sẽ đỡ đần hơn nhiều. Mậu Thìn thì anh đã nói rồi, tháng này là tháng Mậu Thìn luôn, 60 tháng nó sẽ quay lại một lần, và như vậy thì nó sẽ không tốt đẹp cho tuổi của cái người mà bị ở trong năm đó, cho nên là nhớ cẩn thận. Anh nói rồi, Phùng Cẩm Xuyên né cái tháng 3 ra là được. Chào Mai Lê nha. Chắc vậy, chắc là tại vì anh nói bậy ở trong những cái, anh hay nói bậy nói bự ở trong những cái chuyện phím á, cho nên là mọi người nghe chắc cũng có lý. Giáp Tý chắc ngon. Chào Mai Lê, chào Kha Đỗ, chào Trần Thịnh. Quý Dậu hả? Rồi xem cho Quý Dậu luôn. Quý Dậu là kim, đúng không? Kim là nếu mà xét về mạng á, là kim khắc mộc của tháng, xét của cái tháng này thôi nha, anh không có, anh chưa có xét tổng năm đối với là người Quý Dậu. Người Quý Dậu thì năm nay là năm tam tai năm đầu. Tuy nhiên là chữ Kỷ của năm của năm khắc chữ Quý của các em, cho nên là người Quý Dậu năm nay mà nói là sẽ có rối rắm trong công việc,
ha, đặc biệt năm nay là tháng tháng này là tháng mộc luôn, năm mộc tháng mộc luôn, người của em kim khắc mộc thì bổn mạng nó không được ngon lành. Rồi anh nữa đó là tốt cho các em đó là chữ mậu của tháng nó hợp chữ quý, mậu hợp quý thì tốt cho cái công việc, tốt cho mọi thứ, cho nên là ok. Rồi tuy nhiên là dậu với thìn đó, thì là thuộc nhóm lục hợp, cho nên là ngoài tương khắc nó mạng ra thì tháng tháng 3 khá tốt đẹp cho người người quý dậu ha, cho nên là yên tâm dù nam hay nữ thì nó cũng tốt đẹp hết. Anh đã nói về đinh tỵ rồi Trang Phạm ơi, hồi nãy anh đã nói ở trên rồi, giờ nhắc đi nhắc lại hoài chứ biết bao giờ nó mới xong. Anh sẽ làm nhâm tức nữ mạng, anh đã làm một cái video rồi nha, Cẩm Xuyên Phục, làm cho cả năm rồi, em xem đi. Tháng này vẫn chưa hết đâu em. Người bính thìn thì phải vượt qua tháng 3 âm lịch. Hôm bữa anh đã nói em rồi mà, em gọi anh nói rồi mà. Đinh Mão anh chưa có làm. Tại vì là anh chưa có làm tới Đinh Mão. Thì thật sự mà nói là Đinh Mão năm nay tổng năm vẫn là một cái năm tốt cho người Đinh Mão, chứ không phải là xấu đâu. Cho nên yên tâm, qua cái tháng Đinh Mão này đi rồi là sẽ tốt đẹp. Là tháng 2 âm lịch là tháng Đinh Mão, cho nên là nó không có tốt lắm ha, cho nên là ráng cố gắng. Canh thân thì anh hồi nãy anh đã làm rồi, người tuổi canh thân thì anh nói ở trên rồi, tháng này thì là khá tốt đẹp đối với người canh thân ha, cho nên là yên tâm không có việc gì đâu. Đỗ Chánh Minh thì anh sẽ nghĩ rằng nếu mà em là người nhâm tuất thì anh khuyên là tháng 3 âm lịch anh sẽ không có di chuyển, không có ấy đâu. Tháng 3 âm lịch của năm nay không tốt đẹp cho người nhâm tuất cho lắm. Chào Vương Trần. Tháng người Đinh Mão thì tháng 2 âm lịch này là một trong những tháng rất là xấu, từ vì tháng 2 âm lịch này là tháng Đinh Mão luôn. Cho nên là nó sẽ không có được tốt đẹp cho lắm. Đúng không? Người ta gọi là năm sinh tháng tuổi mà 60 tháng mới lặp lại, cho nên là người Đinh Mão từ đầu năm tới tháng này là không không êm. Đó, cho nên là cẩn thận. Và nếu như người Đinh Mão thì anh tính không lầm thì tháng 8 cũng là một trong những tháng không tốt đối với lại tuổi của các em, cho nên là nhớ cẩn thận ha. Chọn 78 và 84 hợp không? Tuổi Kỷ Tỵ thì tháng 3 là một trong những tháng ok, không có việc gì đâu em. Kỷ Tỵ tháng 3 sẽ cũng nhẹ nhàng thôi, không có nặng nề đâu. Trần Thịnh nè, nữ quý dậu hợp với nam Kỷ Tỵ hay không? Thì hai người này hợp về tính cách, hợp về tính cách thôi, thì vì có tam hợp tỵ dậu sửu. Tuy nhiên là người này là chữ kỷ của kỷ tỵ nó khắc chữ quý của quý dậu, cộng với là mệnh là bị tương khắc, mệnh là một kim một mộc, cho nên là ngoài cái hợp tính ra thì không có được cái gì. Dạ anh Tuấn ơi,
Em có nói về Mậu Thân 1968 ở ở phần trước rồi, anh lát nữa anh xem với anh, sau khi mà em livestream xong ấy, anh giật lại hình như là phút thứ thứ 10, phút thứ 10 mười mười mấy là em có nói về cái Mậu Thân rồi. Không em, nhâm túc cha canh tí mẹ nhâm dần tốt mà. Năm nay là tam tai tỵ dậu sửu, mà em thì tuổi tân dậu 981, chồng tuổi quý sửu 973, con lớn tuổi tỵ 2001, em của em tuổi tỵ 23, đó. Con út là tuổi dậu 27, như vậy có ảnh hưởng không anh? Nhà này là sinh là chọn tuổi là tam hợp phải không? Người ta kêu tam hợp hóa tam tai là đây nè, toàn là tỵ dậu sửu thôi không à, cho nên là sẽ rất là khó khăn. 3 năm tới thì gia đạo của cái người mà Duy Ngọc đây nè, em cần phải cố gắng làm phúc ha, để tránh những cái hung họa. Chứ anh thì không không mong là mình tính đúng, nhưng mà với những cái gì mà em nói, là nếu mà ngày tháng năm sinh mà không tốt, sẽ có một trong trong những người trong gia đạo của em sẽ phải gặp nạn. Cho nên là hãy mong rằng đức năng thắng số, cố gắng làm phúc một chút xíu ha, đi chùa cúng cái tam tai cho cả gia đình. Anh thì anh không biết cúng cúng cái gì gì giải oan giải hạn gì đâu, anh chỉ biết rằng mọi người sẽ phải, anh chỉ biết tốt xấu thôi, còn mọi người phải tự vượt qua. Thì anh báo trước 3 năm tới, thì trong 3 năm này thì hai 19, 20, 21 thì gia đình em rất là khó khăn. Vũ Khanh Trần, anh chỉ nói về một điều ha, anh chỉ biết đó là cách giải nghiệp thôi, còn giải được hay không là phải coi là cái nghiệp của em chứ không phải là nghiệp của anh. Mọi người hỏi anh sao ấy, thì anh chỉ biết là như vậy đó là giải nghiệp, cái cách giải nghiệp tốt nhất. Mình gặp hay gặp vận đen vận xui thì anh chỉ như vậy. Chứ còn nếu như mà chắc có thể là anh chỉ em nó không có hữu hiệu, em phải đi ra cái chùa ở phía Bắc đó, cái chùa mà gì cúng giải oan gì đó, em ra em cúng nhiều khi nó lại hơn, nó là được. Chứ anh chỉ không suốt. Đúng rồi, Hữu Nghĩa Trần, anh kêu đọc từ bi thủy sám. Theo anh thì cái công phu của tu thành tinh mà xuống núi như anh thì anh chỉ biết được cái đó thôi, còn mà tu thành chánh quả mà coi như là giải dông giải gì đó thì anh chắc có thể là chưa tới, anh chưa tu được. Anh tu thành tinh mà. Không đi chỗ khác đi. Anh biết rồi Nghĩa, anh nghe thấy Trần Hữu Nghĩa là anh biết em rồi. Mậu Thìn và Bính Tý được em, cái này ok đó em, hai vợ chồng ok mà. Kỷ Mùi năm mạng thì ok. Kỷ Mùi năm mạng ổn nha, tháng 3 rồi, khỏi phải nói rồi. Với thiên thượng hỏa thì mình Mậu Kỷ thì cùng hàng,
thiên thượng hỏa thì được tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên là bổn mạng cũng ok, không có việc gì đâu, yên tâm. Vợ 20 tháng 10 76, chồng 22 tháng 2 76, năm nay sao anh ơi, 2 tháng vừa qua làm ăn không được tốt. Lina Huỳnh. anh nhà nghèo được cũng ráng, nói chung cũng mong muốn mình đẹp trai cho nên là mình livestream bằng cái cũng đúng vậy đó, cũng ít ép mắt đó. Vương Trần ơi, anh bây giờ nói nhiều lắm anh sẽ không có kéo được đâu, em copy em dán lại cho anh xem cho. Nãy giờ bắt đầu bây giờ vắng vắng mọi người, mọi người ít hỏi rồi anh sẽ cho em. Chồng em 69, em 82, năm ngoái em tơi tả, năm nay cũng vậy anh ơi. Vợ chồng em ly thân 4 năm nay rồi, giờ cũng không biết sao nữa. Rồi anh nói rồi, năm ngoái là người nhâm tuất là rất là xui ha, dễ có cái bị cái việc mà ly tán chia tay, gia đình làm ăn không được. Vậy luôn, đông lên thêm nữa luôn á hả? Nãy em đã nói rồi chị, Quý Dậu em đã nói trên rồi chị, tháng 3 âm lịch của tuổi Quý Dậu thì nó khó khăn tí xíu về công việc, một chút xíu thôi không sao đâu. Giáp Tý Nam và Tân Dậu Nữ, Giáp Tý Nam mạng Tân Dậu Nữ, hai tuổi này thì bị tự hình một kim một mộc. Hai tuổi này mà lấy nhau thì đường con cái khó hanh thông lắm nha. Nếu như mà em mà mậu ngọ, em lấy chồng mà nhâm tuất thì hai vợ chồng thì tránh làm ăn chung, vì là chữ mậu nó khắc chữ nhâm. Hai người này mà làm ăn chung là sẽ có chuyện, và cái công việc đó nó sẽ không thành công. Em cứ để ghi kỹ đi, em làm việc gì mà em có sai nó đi là sẽ không thành công đâu. Cho nên là cẩn thận ha, tránh là việc anh ấy làm. Ok, anh sẽ tranh thủ làm tiếp tin bão. Tại vì anh nói thật gì nè, mọi người biết sao, anh hay làm những cái tuổi nào xấu xấu trước, tuổi tốt tốt để từ từ làm, mọi người cũng tận hưởng cũng được. Chồng đinh mão vợ kỷ tỵ vậy chứ con cái ngon lắm á. Nhi Ngọc, em cố gắng đi ha, mình đi ra chùa ghi cái phiếu công đức gọi là cầu an á, ghi cái phiếu cầu an gửi cho chùa cầu an. Mấy cái đó thì là tự nguyện thôi, cầu an đó là tự nguyện thôi. Mình sau khi đọc kinh đó là mấy thầy hay hồi hướng công đức cho những cái người gì đó, thì mình có ghi cái đó thì người ta hồi hướng cái công đức cho người đó. Ai 15 bị ẩn tuổi cha, ai 11 tỷ cũng được, em không có đến nỗi nào đâu. Trúc Nhi, Trúc Linh, Lê Thị Trúc Linh. Ok, anh sẽ tranh thủ làm giúp cho mọi người mấy cái clip còn thiếu. Người Đinh Sửu, Đinh Sửu là 1997 đó hả Kim Thạch,
Đàm Kim Thanh Thanh Đắc Thanh Đắc cái gì nè. Đúng rồi em. Anh nói thật vậy nè, một người mà mình như Nghĩa nói đó, một người mà tích tâm mà đọc Hồng Danh Thủy Sám, Hồng Danh Thủy Sám thì thật sự là nghiệp rất là tiêu, mọi thứ sẽ tốt lên thấy rõ ở trong cái công việc, ở trong cái phúc đức của mình rất là rõ ràng. Cái điều mà anh cũng chia sẻ thật sự là anh đã chỉ cho nhiều người đọc Từ Bi Thủy Sám Pháp, đọc trì nó bằng một cái tâm, thì thật sự là anh thấy 100 người chắc có, hình như là có được người như nãy anh gì bạn gì đó nó nói là thấy nó không tốt đẹp lên, chứ còn 100 người thì mình thấy 99 người đã được thành công tốt đẹp. Lina Huỳnh, em đẻ được hai đứa con này ok đó Lina Huỳnh. Nhâm tí mà thôi, bây giờ gặp hạn thì mình phải chịu đúng không, rồi từ từ là mình sẽ gỡ lại sau Vương Trần. Nếu như bây giờ mà mình ấy thì mình nói rồi, cái gì mất rồi mình cũng sẽ làm ra được. Mất cái nhà, mất xe, mất tiền tài, mất, đừng để mất mạng thôi. Mất mấy cái đó là mình còn mạng là mình còn làm ra được. Người nhâm tý của em thì người nhâm tý thì rõ ràng là một trong những cái người rất là thích nghi. Chữ nhâm với chữ tý là đều là may mắn, đúng không? Nhâm tý năm mạng năm nay cũng may mắn nữa, cho nên là từ từ mình có cái thời vận mình làm lại. Đừng có nản chí là được. Ha, trên đời này không mất mạng, ha, không mất ý chí thì tất cả mọi thứ đều có thể làm ra được. Tại vì tại sao? Cuộc đời mình sẽ có những lúc đi xuống và những lúc đi lên. Bây giờ những lúc đi xuống mình thất bại thì mình phải mong chờ, mình cố gắng để những lúc đi lên mình có may mắn mình kiếm lại được chứ, đúng không? Chồng Giáp Tý, vợ Kỷ Tỵ, sinh con năm nay có tốt không anh? Giáp Tý năm nay năm Hợi, Tỵ Hợi xung cũng bình, cũng tạm tạm thôi em, chứ còn là tốt thì không tốt đâu, mà xấu thì cũng không xấu. Vương Trần, anh thì giúp bằng cách nào, em muốn anh giúp như thế nào? Anh đâu có anh cũng đã nói rồi, không, anh chỉ biết nó tốt xấu nó như thế nào thôi, chứ còn anh đâu có cải vận cải số được đâu. Thì anh đã nói rồi, anh đối với anh là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh, nó chỉ đến sớm đến muộn, đến nặng đến nhẹ là do cái phúc của mình khi sống mình tạo ra thôi. Hoặc là cái phúc của nhiều đời tiền kiếp của mình tạo ra. Chứ còn bản thân anh thì anh không có giỏi đến mức là cúng hoặc là làm cái gì đó mà để mọi người đó nó chuyển biến được cái sự tốt đẹp ở trong cuộc sống. Thật sự anh không có giỏi như vậy. Nào thí dụ như mọi người nào đó mà có duyên với anh, thí dụ đang lúc gặp khó khăn gì đó ở trong nhà nó không ổn đó, mời anh đến anh xem phong thủy, anh thấy chỗ này nó không đúng, chỗ kia nó không đúng, thì anh giúp cải thiện cái phong thủy để nó tương trợ cho cái bổn mệnh, mà gọi là làm ăn nó có tiền tài. Chứ còn thật sự ra mà nói thì anh không giỏi đến mức mà có thể thay đổi số phận của một người. Anh ước gì mình cũng có thể làm được điều đó,
thực sự mà nói, nếu mà bản thân anh làm được điều đó thì anh sẵn sàng làm giúp mọi người, tại vì anh làm không được. Ngọc Duyên ơi, anh là không có có xem được từng tuần nha, anh không có giỏi như vậy, anh chỉ xem cả tháng thôi. Chồng kỷ tỵ thì năm nay là vào tam tai cho nên là sẽ gặp nhiều khó khăn ở trong công việc nha, nha Dung Minh. Vợ Tân Mùi thì sẽ là được năm tam hợp hợi mão mùi, cho nên là cũng sẽ có nhiều tốt đẹp. Người Tân Mùi thì gốc thổ, năm nay là năm thổ vượng, hy vọng rằng với nhiều cái tốt đẹp sẽ cứu vớt lại cho chồng mình. Nếu như chồng em mà 80 thì sinh 220 thì tốt hơn nha em. Vương Trần hả? Em có Facebook của anh phải không? Em inbox Facebook của anh đi, anh sẽ xem cho nhà em coi tại sao và nó như thế nào, anh sẽ xem kỹ cho em. Huỳnh Kim Quy nè, vợ Nhâm Tuất chồng Mậu Ngọ, hai tuổi này thì được tam hợp của địa chi thôi, chứ còn mà về phần thiên can là chữ Mậu nó khác chữ Nhâm, cho nên là cũng không có tốt đẹp lắm đâu nha. Hello anh, tôi là Nguyễn. Nga Võ, một câu hỏi rất là hay, anh sẽ trả lời cái câu này như sau ha, là xem dùm em là nữ Mậu Ngọ 1978, nam mà Nhâm Tuất 1982 lấy nhau có được không, có hạp tuổi không, có hạnh phúc trọn đời không, người nam này có yêu vợ Mậu Ngọ hay không. Thì anh chỉ trả lời em được một vế thôi, đó là người nam Mậu Ngọ này với lại người nữ Mậu Ngọ và nam Nhâm Tuất này, nó về tử vi nó ra sao thôi. Thí dụ như anh cũng mới vừa trả lời ở trên ha, là chữ Mậu nó khác chữ Nhâm, người mệnh hỏa một người mệnh thủy, cho nên được con cái sẽ khó hanh thông, còn lại là được có tam hợp về địa chi là Mậu lên là Ngọ với Tuất là tam hợp, cho nên là cái cá tính khá nhau, là người trượng nghĩa, sống thích làm việc nghĩa, cũng là người tốt bụng. Tuy nhiên cái vế ở đằng sau, hạnh phúc hay không, yêu nhau hay không thì không phải hỏi anh, mà phải tự cảm nhận lấy và hỏi bản thân của hai người. Không có nghĩa là một cặp vợ chồng tương khắc nhau về tất cả mọi thứ của tử vi là họ không hạnh phúc. Nếu như họ biết chấp nhận, họ biết nhường nhịn nhau, thì biết người này nóng người kia nhịn thì nó vẫn tốt đẹp. Rồi đó là họ cùng bắt tay mà làm ở trong những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, không buông tay, không có nghĩ tới cái chuyện khác, thì họ vẫn hạnh phúc trọn đời. Tuy rằng cuộc sống của họ rất là nhiều khó khăn nhưng mà họ vẫn hạnh phúc. Còn có cái tuổi hợp đó, mọi thứ về nhau đều hợp về ấy hết, nhưng mà họ không bao nhiêu lâu họ chia tay. Tại vì sao? Họ hợp nhau, họ sinh con, họ đẻ ra, họ làm ra tiền tài nhiều. Họ làm ra tiền tài nhiều, cái tâm họ phát sinh cái xấu. Ông chồng thì thích mèo mỡ gà đồng, bà vợ thì thích xe xua mọi chuyện, và đến một lúc nào đó thì mọi chuyện nó sẽ căng ra và vỡ đi. Cho nên ở với nhau hạnh phúc hay không, sống với nhau trọn đời hay không, là phải coi tự hai người, không thể coi tử vi và tử số. Hai tuổi này có hợp với nhau về tử vi hay không, về cung hôn nhân hay không, thì ok, anh sẵn sàng xem cho mọi người. Những hạnh phúc hay không sao hỏi anh được,
phải hỏi mấy người, mọi người. Được em, người canh thân hợp tác với người Tân Mùi vẫn ok. À, Kim Ngân, chồng thì tỵ, Đinh tỵ, vợ Mùi, con Dần, Ngọ, Tuất, Dần, cũng được em, gia đạo thì cũng bình thường, không đến nỗi nào, nhưng mà khó vượng phát. Với gia đạo này thì bình bình thì được, chứ còn ở ấy thì không bao giờ có. À, Vương Trần, bây giờ ha, em kết bạn Facebook của anh tên là Cõi Tử Vi, em nhắn tin cho anh đi, rồi anh sẽ tận tình giúp em. Tại vì ở đây em không có nói được hết với anh đâu, thì vì mỗi lần em nói lên nó cứ chạy lên, anh sẽ rất là khó mà thấy để mà trả lời với em. À, Đinh Sửu, Đinh Sửu, người Đinh Sửu mà nữ mạng Đinh Sửu đối với tháng 3 thì sẽ phân tích như sau. Người chữ Đinh, Đinh Sửu thì là gốc thủy, mệnh thủy. Chữ Đinh cho nên nó là thủy sinh mộc của năm. Người mệnh thủy này là sinh xuất của cả năm rồi, từ năm năm là bình địa mộc. Can kỷ thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, cho nên là khắc cái giãn hạ thủy này, tức là khe nước nhỏ. Cái khe nước nhỏ này bị sinh xuất của cả năm, mà năm nay là năm hợp thổ nữa, cho nên là bổn mạng của cái tháng Mậu Thìn sẽ không tốt đẹp cho người Đinh Sửu, dễ bệnh cảm sổ mũi. Ảnh hưởng đến công việc. Thứ hai nữa là chữ Đinh về thiên can, chữ Đinh với chữ Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, công việc cũng bình thường, không có việc gì. Nhưng mà chữ Đinh thì thuộc hỏa, chữ Mậu thì thuộc thổ, cho nên là Đinh sinh xuất ra Mậu, cho nên là cũng không tốt đẹp cho lắm. Rồi tiếp tục là về địa chi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Thìn với Sửu nó bị tự hình nằm trong tứ hành xung, cho nên cũng không tốt đẹp lắm về các mối quan hệ. Có thể là trong quan hệ làm ăn này kia sẽ đem đến rắc rối cho em, cho nên là cần cẩn thận ha. Rồi, đó là người về người Đinh Sửu. Trời ơi, chạy lên một cách mà điên cuồng. Mậu Thìn với lại Bính Dần, được em, hai tuổi này chơi được, ok. Vợ em năm nay là người Đại quan nè. Vợ em năm nay là Ất Hợi, là gặp rất là nhiều rối rắm, lại là năm tuổi ha. Cái này nhẹ nhàng nói chuyện lại, năn nỉ ỷ ô đi, người Ất Hợi này cũng sẽ không có chia tay người Tân Mùi đâu. Hai vợ chồng của em là có tam hợp thôi, nhưng mà chữ Tân nó khắc chữ Ất này cũng có lên đó. Đó này hả?
anh ba không có biết vòng chiêu tài, anh ba có duyên thì anh ba sẽ gọi là buôn bán kinh doanh. Cái này buôn bán kinh doanh thật, tại vì anh ba sẽ mua cái vòng đá này về, đá thiên nhiên, và thì anh ba để lên bàn thờ, anh ba tụng chút kinh, gọi là trì chích ít chú vào, sau đó đưa cho người hợp tuổi, giống như cái phép làm ăn á, thì để cho cái sự may mắn hơn trong cái công việc làm ăn tốt đẹp hơn, thì nó chứ còn anh không có làm vòng gì, làm ăn gì đó thì anh không biết, anh chỉ biết là cho phép làm ăn thôi. Cẩm xuyên phùng anh nói rồi, hôm bữa nói trước rồi, nhâm tuất với ất mão này hợp lắm, làm thùng nuôi tôm được. Phụng Lê, cái câu hỏi của em nó rất là hay, đó là anh có cách thay đổi vận mệnh được không anh, do công danh xui xẻo và tình duyên lận đận. Thì anh cũng kể rằng một điều là anh đã từng giúp một người thay đổi, vài người chứ không phải một người, thay đổi cái vận mệnh của họ thông qua một cái mà anh biết. Còn thay đổi được hay không thì là tự bản thân họ, chứ không thể nào mà anh cúng hay là anh làm cái gì mà thay đổi được. Ví dụ nếu như em là người đạo Phật á, thì mỗi buổi tối á, em về em tìm cái quyển Từ Bi Thủy Sáng ha, em đọc đi, em gọi là nó sẽ tiêu tai giải nghiệp của mình đi, thì cái sự may mắn của bản thân mình nó sẽ lên, nó sẽ trở lại, nó sẽ ok lắm. Con người ta ra đời á, thì nói thật sự mà nói như nè, anh nói vui với cha mẹ á, thì đều muốn để lại tài sản cho con. Nó tài sản thì nó sẽ có hai dạng, một dạng là hữu hình và một dạng là vô hình. Hữu hình là gì? Là tài sản, là tiền trong ngân hàng, đất, điền, mọi thứ. Còn vô hình là gì? Vô hình là những cái sự, cái phước, cái may mắn, cái phước đức mà để lại. Mà phước đức thì sẽ chuyển hóa thành may mắn. Mà nếu như con cái mà ra đời á, ví dụ như anh mà được ba mẹ anh để lại cái phúc đức rồi, anh ra đời anh gặp nhiều may mắn, anh làm ăn anh xui thuận, đúng không? Thì anh có tiền tài, thậm chí nhiều khi anh nói với để lại nhà tiền ấy em xài hết, chứ còn phước đức em xài chưa chắc hết. Tại vì là em, nếu mà mọi người ở vào cái giai đoạn mà trung niên thì mọi người sẽ hiểu rằng đôi khi cái sự may mắn ở trong cuộc sống nó quan trọng đến thế nào. Nếu như mà mình không có may mắn mà đi ra đường, phải không, mình sẽ thua người ta rất nhiều thứ. Nếu như là anh thì Nguyễn Ngọc Duyên, anh sẽ không làm việc với cái người cùng tuổi với mình. Đúng rồi, nam 78 và nữ 84 là, nếu mà xét ra là hai cái tuổi này cực kỳ kỵ nhau. Tại vì gì? Mạng là một người mạng hỏa, thiên thượng hỏa, gặp một người là kim, là hải trung kim. À, xét về địa chi là chữ giáp, nó khắc chữ mậu. À, về thiên ngang, về địa chi là tí với ngọ là lục xung. Còn xét về cung hôn nhân là hỏa hại. Rất may là hai cái người mà tí với ấy này á, là phải coi cái tháng sinh, chứ nếu không mà không có tháng sinh mà không ok nữa là sẽ có một người đi được, nhất là bà giáp tí sẽ làm cho mọi ngọ không chịu được. Người Tân Hợi và Quý Sửu thì Tân Hợi năm nay sẽ không có ok đâu. Quyển đó tên là Từ Bi Thủy Sám. Nói vui với mọi người, mỗi ngày bỏ ra nửa tiếng
Thì thật sự mà nói là với một cái người mà nghiên cứu về tâm linh thì mình thấy rằng là quyển này chuyển nghiệp cực kỳ hay. Còn chuyển được bao nhiêu là còn cái tâm của người đọc và cái nghiệp của mình đã tạo ở tiền kiếp nó bao nhiêu. Người mà mình vay 1 tỷ thì mình trả trong 1 năm, người vay mà kiếp trước mình vay 5 tỷ thì mình phải trả trong 5 năm, đúng không? Còn nếu mà muốn trả nhanh nữa thì lên chùa mình bó tay. Vợ em 78, vợ 83 thì nói là khắc mệnh thì không đúng. Người thiên thượng hỏa mà âm của em á, thì lại là cần cần nước, là người ta gọi là ánh trăng á. Còn cái quý hợi đại hải thủy này á, là biển ban đêm mà, cho nên là cần cái ánh trăng mình soi xuống cho nó lấp lánh. Cho nên là nói hai cái này tương khắc mạng nhau nhưng mà thật sự là cũng không đúng. Hai người này mà ở với nhau là đường con cái không có việc gì đâu, yên tâm nha. Rất là dễ ha. Anh nói cái cách đọc quyển Từ Bi Thủy Sám là rất là dễ. Thì em ở trong quyển Từ Bi Thủy Sám nó có 3 quyển: quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Thì mình ngày đầu mình đọc cái phần mở đầu của đọc kinh, xong mình vô mình đọc quyển 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 thượng. Xong cái mình đọc hết quyển thượng cái mình ra mình đọc cái phần cuối của quyển kinh đó, hết cái quyển phần cuối đó, là phần ra kinh đó. Xong rồi nghỉ. Rồi trong tới ngày thứ hai thì mình vô mình đọc cái phần vô kinh ban đầu, xong cái mình đọc tới quyển trung. Xong cái mình đọc ra kinh. Rồi cái ngày thứ ba thì mình đọc tiếp quyển cái phần vô kinh, xong mình đọc cái quyển quyển hạ. Sau đó cái là mình đọc ra kinh. Vậy thôi đơn giản. Cứ vô kinh rồi đọc hết quyển ra kinh xong nghỉ. Thì trung bình mỗi ngày thì nếu mà đọc kỹ thì khoảng cỡ 20 phút là xong. Mình có thể ngồi trước bàn thờ mình đọc, hoặc là nhà cũng có bàn thờ, kiếm chỗ thanh tịnh ngồi đọc là được. Quan trọng là mình xả cái nghiệp của mình. Thật sự ra mà nói là cái gì nó cũng có cái, mình phải hiểu được cái nghiệp từ đâu và mình hiểu nó ra sao để mình tiêu trừ đó. Ân mùi là sao? Ngọc Duyên, anh chưa hiểu câu hỏi của em, nó nãy giờ nó chạy tùm lum nó không hiểu được. Mua xe thì không cần coi tháng đâu em, có tiền ra mua thôi. Khi nào mua nhà mua đồ thì mình còn sợ mình xây nhà đâu, phải coi ngày. Khôn ra nhiều điều phải không, ngộ ra nhiều điều là tại sao mình cứ làm ăn mình cứ gặp không may phải không. Người ta cũng thả tôm sao tôm ta lớn, mình thả tôm sao tôm nó chết ngắt đó hả. Đúng nghĩa giờ thả tôm cái năm nay cái đọc cái Từ Vi Thị Sám của anh chỉ xong cái thả tôm cái nó êm liền ha. Được em, có gì đâu. Nguyễn Sơn Tùng, phong thủy thì phải, anh phải ở đó anh đo nó, anh tính toán thì anh mới cảm nhận được. Tại vì phong thủy là giống như là nó có cái nhà, thì có nhiều cái nhà, thì nếu như mà một cái người mà mình không có cảm quan tốt á, thì họ có cái máy đo đo độ bovin á, tức là đo trong cái nhà đó cái có cái bước sống đó thì là vượng phát sống mới được.
Còn cái bước sống mà ở dưới đó thì nó sẽ không sống được. Con người sẽ sống trong cái nhà mà tốt là độ bovine, là từ bao nhiêu tới bao nhiêu, và từ bao nhiêu xuống bao nhiêu là không nên sống, đó là phần âm nhiều. Đó là những người họ không cảm nhận được. Còn thí dụ giống như những người mà có chút gọi là căn cơ hay là gì đó, thí dụ giống như anh mà anh bước vô cái nhà đó có cái gì là anh biết liền. Thậm chí có nhiều lúc mà sức khỏe anh yếu yếu thì anh còn thấy cả cái người ở trong nhà đó. Đôi khi là nói như nó vui như vậy nè, nói hội thành triệt bả mê tín gì đâu, nhưng mà có những thứ thì không thể là không có, nhưng mà mình phải biết là cái gì là điểm dừng. Thấy nhiều biết nhiều không tốt đâu. Lâu lâu nhiều khi đi ngang cái kiến nhìn vô cái cũng giật mình, tả quả tâm tinh. Thái Hồng Rô, người quý mão năm nay làm ăn có khả quan hơn năm ngoái không? Thì em cũng nói luôn, cái chữ kỷ của năm nó vẫn khắc cái chữ quý của các chị, của chị, cho nên là năm nay mà nói ngon là chưa phải, nhưng mà sẽ đỡ đần hơn năm ngoái một chút. Người Mậu Thìn và người Bính Dần thì ok, không đến nỗi nào đâu em, nhiều khi là tốt nữa. Mậu Bính này là tương hợp, Mậu Bính này cũng khá tốt em, nếu mà Bính Dần với lại Mậu Thìn thì là được. Theo anh thì khoảng 7 điểm về gia đạo. Người Bính Dần thì hơi nóng nảy một chút xíu, nhưng mà Mậu Thìn thì đẹp gái lắm, cho nên là Bính Dần sẽ không có dám ăn hiếp ha. Sợ chứ em, nói thật như vậy nè, nếu như gặp người hiền, hay gặp ma hiền đi, nói thật sự đi, thì mình sẽ không sợ. Nhưng mà gặp cái ông mà mặt ổng nhìn thấy gớm luôn, thì sợ không? Sợ chứ. Người mà gặp nhìn dữ còn sợ, thôi là má, đúng không? Mẹ, ví dụ vô gặp ông nào, ổng mẹ, ổng mất đâu nửa cái mặt rồi. Ha, ổng mất trận, ổng mất mẹ cái chân, cà sọt ổng đi, ổng có nội nào không sợ, sợ chứ không sợ, đúng không? Vợ chồng Giáp Tý thì tạm tạm, cả chồng lẫn vợ là đều là người đứng đầu thiên can và đứng đầu địa chi, cho nên là phải biết nhường nhịn nhau một tí xíu. Giáp Tý, Ất Mão, dạ Dư Lê Ất Mão thì mình đã làm tử vi cho cái năm Kỷ Hợi 2019 rồi. Người ta gọi là tâm sinh tướng mà hữu nghĩa, đúng không? Hôm nay là anh nói chuyện hơi lố rồi, hôm nay đã là 12 giờ rồi. Tôi nói với anh vài câu nữa thì mình sẽ chia tay tại đây. Người ta gọi là tâm sinh tướng. Bản thân mình nghĩ thoáng hơn, tốt đẹp hơn thì tướng nó sẽ hảo hơn. Mình nói vui như vậy nè. Mọi người sẽ để ý đi ha. Ví dụ như lỡ mình thấy ông thầy nào mới tu, ông xấu lắm, nhiều khi ông có đẹp trai nhưng mà ông tu đủ, tu đúng, không? Hành trì đúng, đọc kinh này kia, tâm ổng sáng ra và mặt ổng sẽ nhìn nó có hậu hơn, nó phúc đức hơn. Chứ mình không nói là ổng đẹp hơn, tại vì bản thân cái khuôn mặt nó như vậy nó không đẹp hơn được. Giống như anh ba nó cũng đẹp hơn, nhưng mà nhìn anh ba hiện tại phúc hơn hồi xưa. Hồi lúc mà anh ba mới bắt đầu chia sẻ với tử vi với mọi người, nhìn anh ba rất là dữ, từ mắt mũi miệng tới tướng rất là dữ dằn.
Tại vì trước đó anh ba vẫn là một cái người gọi là thật sự ra anh ba là một người sống bất chấp gì đẹp. Thậm chí là anh ba có gây nghiệp, nhưng mà lúc đó chắc nghiệp anh ba nặng quá, nhìn anh ba rất là dữ dằn, anh ba rất là khó chịu. Nhưng mà khi bắt đầu mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mình chia sẻ mọi thứ ra, mình cho đi, sau đó mình mới nhận lại, tự động sẽ có sự nhận lại. Thật sự mà nói nha, anh nói anh chia sẻ thật lòng với mọi người, anh không tin cái sự cho đi và nhận lại. Cho đến cái lúc mà anh không còn gì hết, mà anh nói thôi thử một lần. Trong cuộc đời anh đã thử rất nhiều lần thứ rồi, thử cho đi cái lúc mình không có gì, thử không? Rồi thử cái mình có nhận lại được không, để có chết không. Và anh cho đi cái lúc anh thật sự không có gì, anh cho đi đến mức mà anh về nhà anh phải ăn mì gói 7 ngày 6 ngày, nhưng anh vẫn cho đi. Thì đúng là thật, thì sau 2-3 năm, sau hôm nay là đã là gần 2 năm, anh làm bắt đầu từ tháng 7 năm 2016 anh bắt đầu chia sẻ về những video đầu tiên. Lúc đó là anh không còn gì hết, cho đến bây giờ là gần 2 năm. Thì anh thấy anh bắt đầu anh nhận lại rất là nhiều thứ. Và anh cũng chỉ mong rằng là mình không dám nói quá đáng, cho nên là thật sự là mình chỉ cố gắng để mà giúp mọi người hóa giải bớt cái sự khó khăn ở trong cái bản thân mọi người, có thêm một chút may mắn. Anh từng ra đời, anh từng làm ăn lớn, có nhỏ có, thật sự là anh thiếu may mắn. Chứ anh nói dở thì thật sự là anh không có dở đâu, nhưng mà anh thiếu may mắn. Thứ nhất là tại sao? Tại vì anh đã từng ăn cơm bá gia bá tánh, tức là anh đã từng đi tu ở trong chùa, đúng không? Được người ta cúng dường vô ăn, ăn xong anh không chịu tu nữa, anh thành tinh, anh xuống núi, thì coi như anh mượn người ta ăn mà. Bá gia bá tánh đi vô cúng Phật, mình ăn đồ của Phật là mình mượn, thì mình đi làm những năm sau mình sẽ không được may mắn. Đó là sự thật. Cho nên là nói thật chứ, nói mấy em mà có ấy thì vô lỡ thấy ông thầy chùa đẹp trai cũng được, có dụ ông hoàn tục. Thật sự lấy mấy ông thầy chùa về rồi mới thấy khổ, ông làm ăn không được, không có may mắn, phải trả cái nợ mình ăn của người ta chứ, rồi người ta lạy mình nữa chứ. Hãy nhớ một điều như này nè, là phụ nữ của Việt Nam đang ít hơn phụ nam, ít hơn con trai tới 2 triệu người nữa. Cho nên là kiếm ông khác đừng kiếm ông thầy, chết à. Được em, cái đó không phải là hợp tác em, cái đó là đối tác làm ăn thì cũng không có quan trọng thôi em. Ăn thua là tháng sinh nữa. Đây hả, thèm chai này hả? Em có chai này với chai gì Johnny Walker Lover nè, bữa nào lên đây em cho uống nè. Chai này cũng 18 nè. Được em, vợ chồng em ở xa thì nó sẽ đỡ lắm đó nha Nhi Ngọc. Theo anh biết thì tất cả các cái chùa mà lớn có cái phòng phát hành kinh sách thì sẽ có quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp. Anh có quyển mà mới bị người ta thỉnh mất rồi, người ta đến nhà xong cái người ta thỉnh luôn rồi, người ta xin luôn rồi. Anh thường sử dụng cái quyển đó để đọc. Anh khỏe mọi người, cảm ơn mọi người nhiều. Hồi nãy anh thấy mọi người cái gì nhắn trên quá trời mà anh không có đọc được, thử ra.
không phải đâu Minh Anh, mình phải nghe. Nếu mà đúng mà bạn Minh Anh đã chia sẻ rằng là bạn Minh Anh nghe cái quyển Từ Bi Thị Sám Pháp đó thấy mình may mắn hơn, nó vậy là mình phải trì chú nhiều hơn nữa. Tại vì là thật sự mà nói là như vậy nè, mọi người phải trì nó 108 quyển, tức là 108 lần cái quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, chứ không phải là chỉ có nghe quyển thượng không, quyển trung nghe, phải nghe cả ba quyển. Ngày hôm nay nghe quyển thượng, ngày mai nghe quyển trung và ngày mốt nghe quyển hạ. Ở ngoài Quy Nhơn em xuống chỗ phòng phát hành kinh sách của ban trị sự tỉnh đó em. Một cuốn nó màu vàng vàng. Chắc ngày ngày mai anh phải đi mua cái một một thùng Từ Bi Thị Sám về đây, cái ai mua cái anh sẽ chuyển ra. YouTube cũng có, trên YouTube cũng có. Thôi để bữa nào anh sẽ tụng cho mọi người nghe. Bữa nào anh sẽ tụng qua quyển đó cái anh thu vô YouTube cho mọi người, anh sẽ chạy chữ ở dưới cái mọi người sẽ đọc theo. À như vậy chắc bộ ngon à. Giống như karaoke vậy đó. À, ê mà ha. Vậy được không mọi người, ủng hộ anh làm liền à. Anh đọc thì chắc không hay lắm đâu, lâu quá không đọc kinh thì không hay đâu. À, ví dụ như đọc chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A La Đánh Đa Ra Ra Dạ Gia Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế gì đó ha, được không? Lâu quá không tụng kinh sợ tụng không hay, mọi người hàng nghe xong mọi người không có trì được, mọi người ngủ luôn là chết nữa, nghiệp nặng nữa. Anh nói vậy nè, cái Nhẫn Bát Nhã mà tâm kinh gì đó anh nghe quảng cáo trên mạng và anh ngồi cười không à. Nó bằng đồng đúng không? Và anh nói thật vậy nè, đeo cái Nhẫn Bát Nhã vào tay đúng không, mà cái tay của tụi em thì nó thật sự mà nói là thâm niên mà ha, bóc hốt rồi tùm lum đúng không, ô ấy mà theo như nhà Phật á, để kinh mà đến cái chỗ ô ấy là tội nghiệp rất nặng. Thì nghĩ ra mình đeo cái Bát Nhã, cái ấy được khắc Bát Nhã ở đây nè, lỡ ha bốc hốt gì đó bậy bạ quên tháo cái nhẫn, tội nó còn nặng hơn. Cho nên đừng nghe những gì quảng cáo ha, thực hành nó đi rồi mới biết. Phải mình phải là một cái người thiện trí thức, mình phải biết suy nghĩ một tí xíu về tất cả mọi chuyện. Giống như tất cả ví dụ như anh nói mình phải suy nghĩ là có cái việc đó làm đúng hay sai. Cái ông thầy ông đi tu ở trong chùa thì theo như ấy là ông Tăng đi hoặc là bà Ni đi, à mình chỉ nói vui như này, họ cũng chỉ là con người tu để lên thành Phật chứ không phải là lời của ông Phật nói, họ chỉ là chuyên dạy, họ chỉ là phương tiện để chuyển hóa lời Phật dạy cho mình hiểu thôi. À, cho nên là người ta vẫn có là con người, cho nên là vẫn còn sai lầm. À, mà hay lắm, cái người tu họ bị như vậy nè, họ bị chấp mê, họ bị là gọi là ma họ phá. Ví dụ giống như mà tu cái nói trời ông đó ông tu dở quá là ma nó qua nó làm liền ha, ví dụ như thấy ông kia ông tu mà ông lỡ ông này kia cái ông này kia với bà nọ cái đầu cái nghiệp miệng khẩu nghiệp nói ôi ông dở tôi rồi kia là sẽ bị thử liền, bị ma pháp nó thử liền là nó phá cho ra. Thôi thấy người ta thấy mà chuyện trái ngoái A Di Đà Phật mô Phật tội lỗi ha cho nó xong, chứ đừng có mà nói hay cái gì chứ
anh thì chỉ là người tu thành tinh chứ không phải là tu thành chánh quả, thành hòa thượng thượng tọ này kia, nhưng mà đều có một cái là cũng gọi là biết chút chút. Chắc là tại vì mình tu mà đến nỗi mà bị ma pháp đó, nó kêu thành tinh luôn, cho nên là mình rút kinh nghiệm. Còn mấy vị đó là thành hòa thượng thượng tọ trong này kia thì họ không có cái kinh nghiệm bị thành tinh như mình. Được. À, thôi em anh nói thật vậy nè Ngọc Duy Nguyễn, nếu như em làm cái đó, em làm bên số thì em cũng không có nên đeo cái đó đâu ha. Em nên tìm thật sự mà muốn mà đeo trên cổ mà nó đeo ấy thì em kiếm bản thân em tuổi đó thì nên kiếm một cái bức Quan Âm mà đeo trên cổ cho nó gọi là hóa giải tội nghiệp, người ta gọi là tỳ hưu là chiêu tài chứ không có giải hạn. Con tỳ hưu mà mọi người hay đeo á là giống như anh nè, như vậy nè, là chiêu tài chứ không phải là giải hạn. Chồng đinh mão vợ nhâm tuất cũng bình thường mà em, hai tuổi này bị khắc mạng cho nên là đường con cái thì nó cũng không có ngon lắm. Nhưng mà người đinh mão thì gốc hỏa, nhâm tuất thì gốc thủy, bị khắc mạng nhưng mà đường con cái có lục hợp của tuổi địa chi cũng đỡ. Tốt nhất là không đeo nữa, để lên bàn thờ đi, để lên trên bàn thờ Quan Âm á, bàn thờ ở nhà á, dục lên đó đi cho nó chắc ăn. Còn không thì thôi đem ra vô chùa hay là đi chỗ nào á dục cho rồi. Anh thì theo anh thì không có nên đeo cái kinh kệ ghê. À, đeo quan nó giống như anh đeo tượng Phật, tới tối ngủ tháo ra treo lên cái đầu giường của mình xong. Còn nếu như mà mình ấy nữa thì tháo ra treo lên bàn thờ, đi đâu mới đeo vô cổ chứ hơi đâu mà đeo chi cho nó mệt. Mậu canh này ok em, không sao đâu, nghỉ một tí. Đúng rồi ạ, nếu như mà chồng Tân Hợi vợ Quý Sửu thì năm nay sẽ là năm xấu của cả hai vợ chồng. Người Tân Hợi thì đang bị trực thái tuế ha. À, thái tuế trực chiếu do là năm tuổi. Người Quý Sửu thì là chữ kỷ nó khắc chữ quý, gọi là ảnh hưởng đến công việc. À, là người Quý Sửu lại là người chịu năm tam tai đầu tiên, cho nên là người này là báo hiệu gia đạo sẽ không, năm nay sẽ không có được ngon lành đâu. Thôi bây giờ thì cũng đã là hơn 12 giờ rồi, mình sẽ chia tay mọi người ở đây. Nếu như mọi người nào chưa bấm cái nút like thì mọi người tiện tay bấm cho anh ba cái nút like đi, để cho nó đỡ hơn. Chồng Bính Thìn, vợ Bính Thìn thì mình đã làm cái video clip cho người tuổi Bính Thìn trong cái năm Kỷ Hợi 2019 rồi. Anh ra ngoài cái anh mở lại anh xem nha, để cho nó tốt nhất. Còn mà chồng Bính Thìn, vợ Bính Thìn tuổi có hợp hay không thì cái đó thì anh phải hỏi lại thì em mới trả lời được. Còn anh cũng chia sẻ luôn với mọi người rằng mọi người cố gắng, thấy không? Người ta còn gọi là đức năng thắng số, có thể cùng một tuổi nhưng mà người sướng người khổ, thứ nhất nó sẽ còn ở chuyện là sắc tướng của mình,
Thứ hai nữa đó là cái đức năng, có thể là của người đi trước, là cha mẹ ông bà, cũng có thể là do mình tạo ra mình khác biệt hơn cái người khác. Chứ còn không có gì đâu ha. Thôi chúc mọi người ngủ ngon. Hy vọng rằng là với tháng 3 là có tháng Mậu Thìn sẽ có nhiều tốt đẹp cho vài tuổi, cũng có vài tuổi cần phải chú ý, thì mọi người cẩn thận. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi chuyện phiếm tiếp theo. Bye bye.